Không biết có bạn nào nhớ đến Ngọc Tỷ Phú mà người ta nói tiền ổng nhiều tới nỗi có thể xây một cái cầu thang lên tới mặt trăng chưa? Và không biết là các bạn còn nhớ một người tỷ phú trẻ tuổi đẹp trai thích mặc đồ màu hồng đã xây một cái tháp tiền cao hơn cả mặt trăng chưa? Thì ngày hôm nay người tỷ phú đã trở lại, đó chính là Slenderman đẹp trai. Thì ngày hôm nay mình sẽ không có xây một cái tháp tiền nữa vì quá là bình thường, mà ngày hôm nay mình sẽ xây một cái con đường bằng tiền dài nhất thế giới luôn nha các bạn ơi, dài hơn 1000 mét luôn, nói chung là dài ơi là dài luôn. Và trước mắt các bạn đang thấy mình đang cầm rất là nhiều tiền ở đây, thấy chưa, nguyên một cục tiền luôn các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra đây lượm tiền tiếp các bạn ơi, đó, giàu lên nhờ đi lượm tiền. Đấy các bạn thấy không, và đây chính là cái đoạn đường mà mình phải chạy rất là nhiều lava nha các bạn. Nếu như mà mình không đủ tiền để chạy ra cái đường này á thì mình sẽ gọi là ăn ngỡ. Ở đây có một cái đường người ta đi nè các bạn, rồi xong người ta ngỡ mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ thử chạy một đoạn đường cho các bạn coi nha, để coi coi tiền mình nhiều cỡ nào. Đó 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 đó, khứa đang chạy ghê không, mình cũng chạy luôn. Đây các bạn thấy tiền ghê chưa, hết tiền rồi. Rồi vậy thì chúng ta lại tiếp tục lụm tiền nữa các bạn ơi. Trong thời gian mình lụm tiền như thế này á, người ta có tặng quà cho mình các bạn ơi. Anh mình nghĩ là quà nạp lần đầu quá bạn. Để xem coi. Wow, người ta tặng cho mình 50 tiền nữa các bạn. Và 5000 lần chiến thắng một con bé luôn các bạn ơi. Vời, thôi để xem coi hai con bé luôn chứ một cái gì. Chuỗi nó sẽ cộng cho mình 300% tiền các bạn ơi. Wow. Rồi để mình lụm coi như thế nào. Chuỗi tiền mình lên nhanh lắm các bạn. Tranh thủ lụm tiền vô, chuẩn bị đua rồi các bạn. Cổ lên nào, mình phải là người gọi là có gọi là hả cái cục này, cục tiền to nhất thế giới và dài nhất thế giới nha các bạn. Wow, 2 giây nữa, chuẩn bị. Rồi được chưa? Chuẩn bị đua chưa? Đua đua nữa các bạn ơi. Hiện tại bây giờ là cái đường đua nè, 0m, 100m, 200m, 300m, nói chung là dài ơi là dài luôn các bạn thấy chưa? Nó dài thì là dài luôn. Rồi, cổ lên. Trời cái này không biết mình chạy được bao xa nữa các bạn. Nhưng mà cố gắng gọi là lụm mấy cái này cái ra chuẩn bị rồi. 3 2 1, chuẩn bị. Let's go. Ủa, chưa chạy nữa hả? Đi. Rồi, let's go. Wow, các bạn ơi, dài chưa? Wow, cái đường của mình nó dài các bạn. Đây mình sẽ xây một cái đường zigzag như thế này nè các bạn. Các bạn nhìn cái đường tiền của mình nè. Wow, nó dài ghê các bạn. What? Ui, mình đã đi được 1000m rồi. 2000m, 2002m. Ui, 2400m, 2500m các bạn ơi. Từ nghỉ mệt tí. Trời ơi, đoạn đường khá là dài. Hiện tại mình đang ở 2700 nè. Trời ơi, mới tới 2700 là hết tiền rồi. Vậy là quay trở lại từ đầu tiếp tục rồi các bạn. Buồn ghê luôn. Rồi, hiện tại mình đang đứng hạng 3 nha các bạn ơi. Đang đứng hạng 3 nha. Cũng được. Rồi, cố gắng lụm tiền thêm nào mọi người ơi, mọi người. Lụm tiền nhanh lên giùm cái đi mọi người. Ui, Peter nó cho mình đồ hay vậy? What? Nó chay đồ với mình các bạn. Wow, nó cho mình một con bé hiếm các bạn ơi. Cảm ơn em nhiều. À, ui, thêm một con nữa nè các bạn. Cảm ơn. Cái này người ta cho mình phải mình gọi là xin nha các bạn. Điện vô cho mình luôn rồi các bạn. Rồi, ngon lành. Các bạn thấy cục tiền của mình to siêu khổng lồ luôn nè. Đã chưa? Rồi tiếp tục nha. Lấy nè. Phải. Rồi, từ từ đã. Ở đây hồi nãy mình giờ mình đi các bạn là nó có một cái rương khổng lồ ở đây. Để mình lại mình lấy được không? Lấy thử coi. Cái gì đây? Lighter game hả? Clem có được không? Ô, nó cho mình một con bét các bạn. Free. Wow, một con bét cộng 100. Ồ trời, cộng 100% là còn thua những con bét cùi của mình nữa chứ. Ui, thời gian bắt đầu chạy rồi kìa. Người ta bắt đầu chạy rồi các bạn ơi. Thôi kệ người ta đi, mình thì mình gọi là hạ nhẹ nhàng thôi. Mình cứ lo mình lụm tiền trước cái đã rồi tính các bạn. Đấy, tiền nhiều chưa? Rất là nhiều tiền, cục tiền to như thế này là các bạn biết cỡ nào đấy. Quá đã luôn các bạn ơi. Rồi từ từ. Các bạn nhớ nha, lụm những cái túi tiền như thế này nha các bạn. Đây cái túi tiền như thế này nè. Lụm thì nó sẽ nhiều tiền hơn. Còn các bạn lụm cái kia thì bình thường. Rồi thôi bây giờ chúng ta đi thôi bạn ơi. Mấy đứa kia đang chạy trước mình kìa. Ê, để anh, để lơ. Chạy nhanh lên em, chạy nhanh lên. Rồi let's go. Có một người đang trước mặt mình. Mình sẽ vượt qua bạn này. À Peter chứ ai. Hello Peter, hết tiền. Ồ hết tiền rồi hả. Mặt nó gọi là nó cô tiên trời đích luôn rồi. Thôi tiếp đây. Bây giờ mình sẽ cố gắng giành hạng 3 các bạn ơi. Hồi nãy mình hạng 3 rồi, bây giờ mình cố gắng hạng 3 chứ. Để mình xem còn bao nhiêu rồi. 3400 rồi các bạn, mình hơn hồi nãy nè, thấy chưa. Yeah, 3600 bạn ơi. Yes, mình đã lên hạng 3 rồi các bạn thấy chưa. Bây giờ mình sẽ thử đua với 500 anh em xem như thế nào nha các bạn ơi. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, vô. Tập hợp anh em. 3, rồi chạy đi. À,
à Yến, trời ơi, 500 anh em chạy kiểu này sao bằng mình được. Peter kìa, cố lên Peter ơi, cố lên, cố lên. Trời ơi Peter, chỉ có Peter đang gọi là chạy ngang ngửa với mình nha các bạn. Mình sẽ chạy một đường thẳng để mình gọi là cố gắng người gọi là hả giàu nhất chỗ này. Yeah, người nhện tim mình nó đang đứng rồi, hàng nhất kìa. Ê, nó bị tụt xuống rồi các bạn ơi. Ui, mình đã đến mấy rồi, 4.000 rồi các bạn, mình đã vượt qua cái mốc hồi nãy của mình rồi. 4.000, 4.300. Yeah, 4.300 nha các bạn, mình đứng hàng 2 luôn, tuyệt vời. Gán gán tí 10k tiền coi. Wow, nhiều tiền lắm các bạn ơi. Ui, đã thiệt, đã thiệt, đã thiệt. Ui, sắp 10k rồi, cố lên, cố lên. Rồi 10k tiền rồi các bạn. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu lên đường. Ui, nhiều quá, không nỡ đi luôn các bạn ơi. Ui, muốn lụm hoài luôn á. Rồi, bây giờ thì đường đũa này anh sẽ chinh phục. Let's go. Wow, mình chạy kìa. What, ốc tốc độ sáng các bạn ơi. Wow, có ai đi theo mình không? Không có ai đi theo mình bạn, cho dù đi theo mình cũng không kịp. Đây, bây giờ mình chấp luôn nè, chấp nó đi theo mình luôn. Đấy, có một người đang lên nè các bạn không? Có một bạn đang chạy lên nè, đó, ghê chưa, ngầu chưa? Ui, ngầu với ta, đúng không? Người nhện đúng không? Người nhện, à, người nhện đúng không? Ê, người nhện không đuổi được mình đó, các bạn đang chạy sau lưng mình kìa. Mình sẽ chạy một đường các bạn ơi, để cho tụi nó gọi là không đuổi được mình luôn. Mình đang ôm đêm nhiêu rồi, 10.000 rồi các bạn, 10.000 mét rồi, 11.000 mét, 12.000 mét, yeah. Anh sẽ là hạng nhất, mình đang hạng nhất rồi các bạn, tuyệt vời. Đỉnh chưa, đỉnh chưa, phải như vậy chứ. Ôi ôi, các bạn nhìn cái cục tiền của mình nó to chưa kìa. Mình đang gọi là đang đi lượm tiền nữa các bạn. Siêu to, siêu khổng lồ luôn các bạn ơi. Rồi, cố lên nào, cố lên nào. Bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ bắt đầu chạy thôi các bạn. Cố gắng là người đứng đầu lần nữa coi. Nào, một phát là mình chạy thẳng luôn nha. 1, 2, 3. Chạy thẳng luôn, nó tính cho nó nhiều tiền các bạn. Đây, mình đua hơn thanh niên kia luôn rồi. Cố lên em ơi, cố lên em ơi. Chạy cái gì không biết nữa. Để anh thể hiện cho coi nè. 10.000m, 11.000m, hồi nãy mình mấy ngàn mét ta? Hồi nãy mình mười mấy ngàn mét đúng không? Rồi, cố lên, cố lên. Đấy, yeah. Mình đang gọi là vượt qua 19.000, 20.000 coi. 20.000m, 21.000m rồi các bạn. Woo. Mình hạng nhất chắc luôn. Yes. Nhiêu đây? 24.000m. Trời ơi, đã, quá đã luôn các bạn. Trời. Cho mình thật này. Ủa, thanh niên này quay ra con bé 400 bạn. Trời ơi, cảm ơn em, bạn Nato. Không, Nato hồi đầu thua mình, bị mình coi thường mà bây giờ nó dẫn cho đồ mình. Nato đúng là một người tốt các bạn ơi. Quá tuyệt vời đây. Mình đã có hai con xịn rồi các bạn. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Anh giữ lại luôn, anh xài luôn nha. Kì nó dẫn rồi chứ. Mượn tí trả nha. À, nói chung là bạn này nếu mà cho mình thì mình lấy, còn nếu mà cho mượn thì mình lát mình trả để mình xem coi nó tăng tốc là bao nhiêu các bạn ơi. Wow, nó tăng tiền, các bạn nhìn tiền của mình nó tăng lên kinh khủng lắm các bạn, tăng lên rất nhanh luôn á. Ôi ôi, kiểu này mình là vô địch khắp vũ trụ rồi còn đâu nữa. Chặng này là mình không, ôi cho đồ nữa à? What, cho gì vậy? Đừng nói là cho con này nha. À, what, cho thật nè. Ui, cho rất nhiều luôn các bạn. Trời, đại gia rồi, đại gia em bên năm R7. Ôi ôi, giàu quá giàu luôn rồi các bạn ơi. Rồi, cảm ơn em, từ từ, nhiều bet quá mình không có xử lý kịp các bạn ơi, xử lý mình không kịp. Con này 300 đúng không, con này 600 đúng không, con này 900 đúng không, vậy phải tháo con 600 này ra, con bet mới quay. Rồi, 5 con, từ từ, con này 300 nè, con này 600 nè. Đấy, cố lên, thời gian sắp hết rồi, mình sẽ cố gắng gọi là lụm thêm nữa các bạn, cho mình gọi là phá kỷ lục của mình coi. Mình là 24.000 tiền, bây giờ mình hai mấy ngàn rồi, 28.000 rồi các bạn ơi, chắc là mình sẽ phải chạy thôi, chạy mới tính tiền cho mình. Không chạy là không được đâu. Let's go. Vượt qua tất cả mọi người luôn các bạn. Lần này làm anh chạy là cái đường tiền của anh là hơi bị dài nha. Đấy, đường tiền mình dài chưa? Bạn nhìn cục của nó xoay nè. Wow, tuyệt vời. Lần này mình đỉnh nhất rồi các bạn ơi, đỉnh nhất rồi, tiền của mình kìa. Quá ghê gớm, tiền quá trời. Cảm ơn nha mấy bạn này cho mình quá đã luôn các bạn. 10, 9, 8. Ô, hết rồi. Yeah, wow, 30.000. Trời ơi, các bạn nhìn cái cục tiền của mình nó to lên nhanh ghê không? Trời ơi, nó to lên nhanh kinh khủng luôn các bạn. Quá nhanh, tại vì biết sao mình được 3 con mét VIP này nè các bạn. Đó, mấy bạn đó bán cho mình có một con, mấy bạn kia cho mình mỗi người một con, đó là 3 con. Trời, nữa hả? Cái gì đây? Con mét này nữa. Rồi ôi, các bạn ơi, cảm ơn những anh em. Rồi, đứa nào hồi nãy gáy với anh, hãy đứa nào gáy to, gáy ỏ, ỏ, ỏ đâu. Chuẩn bị khóc đi nè, hãy khóc đi nè. Gáy to hả, lần này chắc chắn là nó chịu không nổi mà rồi. Các bạn nhìn mình đi, mình quá VIP luôn các bạn ơi.
hồi nãy là Chí à đúng không? Đây đây Chí à, Chí à. À hồi nãy gáy đúng không em? Trời ơi, sợ rồi, sợ chạy rồi đấy. Hãy nhìn anh đây nè. Đấy, thấy gì chưa? Các bạn thấy cái số trên đầu của mình không? Chùi mình chạy cái đường của gì mà cái đường tiền gì mà nó méo xẹo luôn chùi. Chạy nhanh quá các bạn ơi. Trời ơi trời, 24 ngày, 25 ngày, 26 ngày, 28 ngày, 29 ngày, 30 ngày, 31, 32, 33. Trời ơi, điếm không nổi luôn. Cố lên thời gian, không biết thời gian có kịp không, này còn có 12 giây à, mà bây giờ mình đang ôi kịp các bạn ơi, 40 mấy ngàn rồi. 50 ngàn. 52 ngàn mét. Quá đẳng cấp. Các bạn thấy ai hay nhất chưa? Ai top 1 chưa? Thấy ai top 1 chưa các bạn? Ghê. Cố lên nào, mình sẽ cố gắng phá kỷ lục bản thân của mình. Hồi nãy làm 52 ngàn mấy các bạn. Lần này mình sẽ có cơ hội đạt được 53 ngàn, 55 ngàn không? 55 ngàn các bạn. Cố lên nha. Yo, chắc là được 55 ngàn thôi. Ui, kỷ lục. Kỷ lục mới. Hiện tại Peter đang hạng nhất đúng không? Peter hạng nhất, đồ gáy to lắm. Rồi, chắc lại là được rồi các bạn ơi. Để về lấy mình còn quay bét nữa. Rồi, let's go. Chuẩn bị. Anh em chúng ta. Từ từ, lụm cái nữa. Cứ bình tĩnh. Rồi, anh em chúng ta, chuẩn bị. Lên đường, let's go. Đi nào, có ai đuổi với anh không? Tập hợp. Đua một cái nữa cho mọi người trầm trồ nè. Nhanh em ơi, tập hợp. Đua nè. Woo, let's go. 1, 2, 3, let's go. Đi nào. Trời ơi, bây giờ mình chắc mình chạy trước mấy này luôn quá. Tụi nó chạy chậm quá bạn. Tụi nó không thể nào mà chạy nhanh được mình. Đấy, thấy chưa? Rõ ràng là tụi nó chạy nhưng mà không thể nào bằng mình được. Mình chạy nhanh cực kỳ đúng không? Rồi, nhìn lên trước các bạn coi nè. Wow. Trời ơi, sắp hết tiền rồi. Yeah, nhiêu đây? 58 ngàn. Quá đẳng cấp. 58 ngàn các bạn ơi. Rồi, quay bé một lần nữa thôi nha các bạn. Rồi, làm ơn ra Legendary giùm tôi cái nha. Legendary, let's go. No, con cấp ghẻ. Con bé siêu ghẻ luôn. Yeah. Và mình đã gọi là phá được kỷ lục bản thân 58.000 tiền siêu dài rồi các bạn ơi. 58.000 mét. Ghê chưa, hơn 1.000 mét luôn rồi. Rồi thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này mà không thấy mình luôn rồi, các bạn thấy đóng tiền rồi. Và nếu thấy đừng quên lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, xem một comment cho nếu bạn fan chính ủng hộ mình nha. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mấy bạn này đứng sau lưng của mình không thấy gì luôn các bạn. Thôi.